Hello, xin chào tất cả các em, và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với game Triple Death Mode nha mấy đứa ơi. Lần này thì các em sẽ được thi thố với nhau để tìm ra người xuất sắc nhất nhận phần thưởng là một cái iPhone 14 nha. Thể lệ cuộc chơi lần này là hai vòng đầu tiên ai có số điểm thấp nhất sẽ bị loại, và vòng cuối cùng sẽ là vòng đặc biệt, tới đó thầy sẽ nói thể lệ cuộc chơi. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Và đây là danh sách của những thí sinh sẽ tham dự trong ngày hôm nay: Bitman, Nob, Zombie, Creeper, Ma Sưng Trắng, Rat, Enderman và Ma Sưng Đen. Tất cả các em đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi ơi! Rồi, thể lệ của ván đầu tiên này là đứa nào thấp điểm nhất kỳ sẽ bị loại. Và đây là tất cả các phương tiện các em có thể sử dụng. Đó, thầy mua ở trên rồi, còn ở dưới thầy không có tiền mua nên mấy em sử dụng mấy cái ở trên thôi nha. Và ở đây thì các em có thể điều chỉnh được tốc độ, điều chỉnh được hướng di chuyển nè. Đó, mà cái này chỉ có chạy thẳng thôi à. Với một cái nữa là được sắp xếp thêm chướng ngại vật hoặc là mấy cái gờ tăng tốc. Mấy em muốn làm gì cũng được, muốn gắn thêm cái gì cũng được. Ok chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến lượt đầu tiên của Bitman. Rồi, hello mấy bạn nha, hello thầy nha. Trời ơi, game là dễ, lần này em sẽ xin cái iPhone 14 của thầy về xài Tết cho nó đã. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ set up đường đua nha mấy bạn ơi. Đó, không biết là nên gắn cái gì để tăng tốc, để được nhiều điểm đây. Nếu không là bị lỗi đó. Rồi, để coi gắn cái miếng tăng tốc này đi ha. Rồi, ok, ở trên này gắn thêm miếng nữa. Rồi, đây gắn thêm miếng nữa. Lên thiên đàng luôn. Quá là dữ rồi. Bây giờ mình sẽ chọn thêm một cái nữa, đó là xe nha mấy bạn. Mình sẽ kiếm chiếc xe nào chất chơi mình chạy. À, chiếc xe bandit nè, chiếc xe bandit nè, xe mạnh nè. Rồi, lấy chiếc này đi. Rồi, ok à. Sao mình mập dữ rồi ta? Mình nhớ mình đâu mập tới vậy đâu. Để mình chọn coi. Kiếm người nào ốm ốm mới được. Mập quá bay không nổi. À, vậy ốm dữ chưa? Rồi, Bitman đã sẵn sàng chưa? Chuẩn bị nha. 1 2 3 Ôi giời ơi. Xin là xin vĩnh biệt cậu. Rồi thầy ơi, ghê rồi. Ô, không sao. Ê, dương. Wow. Ôi, rồi. Thầy ơi, em không sao, em vẫn còn. Ơi. Wow, xin mời đá. Chào, chèm nhẹp luôn. Trời ơi, chiếc xe F1 ở trên này nè, em không nhìn thấy hả? Em thấy rồi, em cảm ơn thầy nha. Rồi, bây giờ em sẽ chỉnh cái đường này lại. Mấy bạn làm cái đường này sao mà dạch tốt được. Đó, em sẽ chỉnh thành cái này. 1, 2, 3 quá trời điểm luôn rồi kìa, trời thêm điểm nữa kìa. Trời, nó dữ quá trời, lấy top luôn rồi kìa. Nhưng mà không sao, còn tôi đó, tôi sẽ vượt qua cái top của bạn để tôi chỉnh cái này lại coi kiếm chứng ngày nhật nào khác bạn đó. Cái vách tường này dữ nhất là. Rồi, bây giờ tìm một con xe chiến nha các bạn ơi, để coi con nào chiến rồi. Đây, con xe nào nhỏ nhỏ thon thon này. Đây, con này là xe chiến nè. Ngồi dậy còn chiến dữ nữa nè. Rồi, lên đường. 1, 2, 3 lên luôn nè. Rồi, trời ơi. Sao cái đó nó rớt xuống rồi. Người quay 880 vòng rồi. Rơi xuống. Chiếc xe còn nguyên. Wow. Chiếc xe mình chỉ hư hao một chút xíu thôi. Được rồi, mọi người đợi đó. Bây giờ tôi sẽ lấy xe lửa. Xe lửa là mạnh mẽ nhất. Tôi sẽ bay lên tới mặt trăng luôn. Gặp chị Hằng trên đó luôn. Để coi. Mình sẽ để thêm một cái này. Đó. Ok. Để coi tướng này được chưa. Trời, đứng vậy là tầm thường quá rồi, đâu được. Đó. Thầy ơi, thầy thấy vậy là đủ uy tín cho thầy. Em lên đường nha. Rồi, chuẩn bị nha. 1, 2, 3 Đồ ăn hại. Cút mẹ. Ôi
Trời ơi, ghép bơ ngáo quá à. Muốn bay lên mặt trăng á hả? Thì phải sử dụng phương tiện này nè mới bay lên mặt trăng được nè. Đó, thấy chưa? Coi tôi bay lên mặt trăng nè. Chuẩn bị, lên. Ơi mà quên chỉnh cái đường, thôi kệ bay luôn. Lên. Vô. Rồi, tới công chuyện luôn chứ chưa tới mặt trăng đâu. Hồi nãy giờ mấy bạn đi tờ xe hơi không đúng không? Bây giờ mình sẽ đi xe máy cho nó chết. Sẽ đi khác mấy bạn đó. Rồi, mời cái tướng nào chết chết coi mới được. À, cái tướng này là lên à. Rồi, mình sẽ chỉnh lại cái đường luôn nha. Bây giờ cái đường mình gắn cái gì đây ta? Coi cái gì mà bay xa xa mới được. À, đây nè, cái màu vàng vàng này là bay xa nè. Rồi, chuẩn bị chưa? 1, 2, 3. Hả? Mình sẽ chỉnh lại cái đường cái nha. Mình sẽ gắn cái nào đó hài hước mới được. Cái nào mà bay xa xa đây. Cái này bay lộn lại luôn nè. Kiếm chiếc nào có động cơ mạnh nó mới bay được xa đó. Để coi coi chiếc nào ta. Sao thấy chiếc nào hợp hết trơn như ta. Mấy bạn có chiếc nào không cho mình chiếc coi. Mình không biết chọn xe nào luôn á. Lấy đại chiếc này đi nữa. Chiếc này nhìn nó cũng mạnh mẽ nè ha. Lên đường. Rồi 1, 2, 3. What the hell? Một chiếc xe bay ra khỏi vũ trụ mà không ai chơi, đó chính là chiếc xe này. Đó, bây giờ mình sẽ đặt thêm một miếng này nữa để cho nó bay ra khỏi vũ trụ luôn nha các bạn. Mà không được, lỡ bay ra khỏi vũ trụ rồi sao nhận quà được ta? Mình sẽ làm một cái miếng nào đó để cản bước Ma Gaming mới được. Đây. Cái này nè, cản bước Ma Gaming nè. Rồi, chuẩn bị nha. Lên đường. 1, 2, 3. Lên đường thẳng tiến. Bay lên. Rồi, gì vậy? What the hell? Trời, sao cái đó nó rớt ra rồi, mình chưa kịp bay lên luôn mà. Rồi, xong. Đây, để cái tình huống này thầy sẽ chết công nghệ va để coi cái này bị gì nha. Rồi chúng ta cùng chết va lại tình huống này nha mấy đứa ơi. Xe đen bong bong với tốc độ 180 cây chuối trên giờ thì cái đó nó rơi ra kìa, ma xương đen em thấy không? Đó nó bị rơi ra kìa. Rồi sau đó thì ma xương đen nó lủi thẳng vô luôn. Và thế là người một đường, xe một đường. Rồi với kết quả như thế này thì mấy đứa đã biết ai là người bị lợi ở hiệp 1 rồi đúng không? Đó chính là bạn Ripper. Bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ 2 với 7 người. Và vòng thi này chúng ta sẽ loại ra 3 người có số điểm thấp nhất. Rồi ở cái map này thì các em chỉ cần lựa xe và xuất phát thôi. Mọi chuyện còn lại là do may mắn. Nhớ nha, ba đứa thấp điểm nhất sẽ là ba đứa bị loại đó. Ok. Ở những dáng như vậy thì em sẽ lắp tăng tốc đi thầy. Mới giờ chúng ta tăng tốc thì chúng ta sẽ chạy nhanh hơn. Đó. Rồi em chọn chiếc này luôn. Và chọn một tư thế thích hợp để ngồi xe F1. Đó, để em coi ngồi tư thế nào là hợp lý nha. Rồi, ngồi vậy là an toàn nè. Rồi, chuẩn bị xuất phát. 1, 2, 3. Chánh gà, tất cả chánh gà. Xe này chánh gà luôn. Để xe F1 lên tiếp. Quá dữ rồi thầy ơi, quá dữ rồi. Quá dữ luôn, vượt được rất là nhiều xe luôn rồi. Ôi, rồi, trên em rồi. Ủa, vẫn còn chạy thầy ơi. Xe em vẫn còn chạy kìa. Rồi, ngừng lại luôn rồi. Ôi, nó đẩy đi luôn rồi. Xong. Ôi, nó đẩy đi nữa rồi. Rồi bây giờ tới mình mọi người ơi. Mình sẽ chọn một chiếc xe nào thật là đẹp luôn. Đó, đẹp mà phải chạy nhanh nữa nha. Để coi coi.
mình leo trên này mình nằm thứ lần sau nha. Thôi ngồi đây cũng được, thôi mà ngồi trong này đi cho nó an toàn. Rồi chuẩn bị lên đường nè nha. 1, 2, 3 lên đường ơi. Ê ê ơi, chết cả chết nha. Ủa, đi đua xe gì đâu, giống như đi du lịch quá vậy. Ê ê ê ê, ôi, quá trời đã luôn. Ở cô luôn, tăng tốc luôn. Quẹo ra. Ê ê ê, em lọt ra ngoài rồi này ơi. Hên quá, không sao. Xin vĩnh biệt cô. Chết em rồi Hê ơi. Cứu em với Hê ơi. Được rồi, mấy chiếc xe này dám tổ chức đua xe trái phép đúng không? Bây giờ cảnh sát zombie sẽ gượt tụi nó tới cùng luôn. Đó, nằm ở trên này được không ta? Nghi quá à? Không sao, dân chơi có chịu. Chuẩn bị, lên đường. Cảnh sát zombie đây, tất cả đứng lại. Mau đứng lại, đừng có chạy nữa. Trời đất ơi, sao mà chạy hoài vậy? Ôi trời, cái gì vậy? Sao đụng xe cảnh sát rồi? Chết tôi rồi, cái gì vậy? Ôi, rồi. Trời đất ơi, quá là, ôi trời, quá là hỗn loạn luôn. Zombie là cảnh sát thì bây giờ tôi sẽ là xe cấp cứu. Đó, tôi sẽ leo lên trên nóc xe tôi ngồi. Let's go. Nào, chấm chân ga cho xe cấp cứu đi, cứu người đây. Ê ê ê ê. Ôi trời ơi, đừng ủi lên xe nữa. Trời ơi, đến xe rồi mà. Té rồi. Hên quá. Ê, rồi, hên rồi. Ôi, coi. Rồi cái đầu nó tiêu rồi. Mất tiêu rồi mấy bạn ơi. Mình mất một khúc rồi coi. Trời đất ơi, lần này là bị phanh ra từng miếng luôn. Quá dữ rồi. Mời đẹp. Mời đẹp. Hồi nãy giờ chọn xe là mệt rồi. Bây giờ mình sẽ chọn một cái phương tiện để thư giãn nha. Đây, mình sẽ chọn cái ghế sofa này để mình thư giãn. Thư giãn nhưng mà hơi căng nha. Thư giãn này là lên thiên đàng luôn á. Rồi, anh em chuẩn bị chưa? Let's go. Không biết lần thư giãn này chúng ta sẽ đi tới đâu đây. Ôi, ghế sofa xịt khói luôn rồi kìa. Nữa rồi, ai à, té rồi. Ôi, cứu tôi. Ôi, đúng rồi. Trời ơi. Ôi, cái vợ tôi đâu rồi? Mất tiêu quên khúc rồi. Ôi trời ơi. Để phòng trừ chiếc xe đó nó ủi từ phía sau của mình sẽ chọn xe tăng. Đó, mình sẽ đu in trước này, nó sẽ không ủi được mình đâu. Mình thật là thông minh. Rồi, bay vô. Bay vô đây. Tất cả các nhà đó, thấy chưa? Bắn xuống rồi, anh té rồi. Ôi, té tôi rồi. Dạng thứ hai đã kết thúc rồi nha mấy đứa ơi. Và ba người sẽ dừng lại ở trò chơi này, đó chính là Beastman, Nub và Rat. Rồi đến với vòng cuối cùng thì chúng ta chỉ còn có 4 thí sinh mà thôi. Ở vòng này chúng ta không cần phải có điểm cao nhất đâu. Chúng ta chỉ cần có kỹ năng và sự may mắn tránh né được cảnh sát thì chúng ta sẽ trở thành người chiến thắng. Đứa nào chạy mà bị cảnh sát bắt là thua. Trời, nghĩ sao vậy? Nghĩ sao à, cảnh sát bắt được mình? Từ, để tôi lựa chiếc xe cái đã. Muốn cảnh sát không bắt được mình á thì mình phải đi xe máy. Đó, mình đi xe máy mà mình chạy đàng hoàng là cảnh sát sẽ không bắt mình. Đó, mình ngồi cái tướng nào mà dễ. Đó, cái tướng này là cảnh sát không có bắt đâu. Rồi, chuẩn bị, lên đường. Rồi, ôi trời ơi, ôi giữ, cảnh sát kìa. Liêu, cái mặt như con mẹ. Rồi, ôi, xong phim tôi rồi. Rồi, bị cảnh sát bắt rồi, mới vừa chạy luôn á. Enderman bị loại.
Trời, Enderman không biết gì hết trơn á. Ai đi chiếc xe đó? Người ta đi chiếc xe này nè, chiếc này bự nè, cảnh sát không có rượt được nè, đó không? Ngồi là thấy cái tướng uy tín rồi. Lên đường, xe này mà sao cảnh sát bắt được? Nè, rồi nè, đi nè. Lên. Đó, quá dữ luôn. Hui. Wow. Trời đất ơi, thầy ơi, chưa thầy ơi. Làm lại thầy ơi, tại cái xe này nó khó lái quá. Trời đất ơi, nữa rồi thầy ơi. Cho em làm lần cuối nha thầy ơi, lần này em chắc chắn sẽ làm được. À, được rồi, được rồi. Wow, cảnh sát đâu? Trời, cảnh sát sao ngược theo được xe mô tô của ta? Ê, quê, liêu. Nó đó, làm sao mà ngược được? Ê, lên luôn nè, lên luôn nè. Đúng là con trai của ta. Mà xương đen bị lõi luôn. Trời ơi, cảnh sát ngược mà đi mấy chiếc đó sao mà an toàn được? Bây giờ mình phải đi chiếc xe này nè, chiếc xe cổ cổ này nè. Cảnh sát thấy xe cổ, cảnh sát không cứ ngược. Đó, thấy không? Ngồi như phong cách quý sự tộc hoàng gia vậy nè. Rồi, cảnh sát đâu? Đây, anh là quý sự tộc đây. Anh là hoàng gia nước Anh này hả? Đâu, đâu ngược đâu. Ôi, 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 ôi. Trời ơi, ôi, chết tôi rồi. Trời đất ơi. Zombie bị lỗi. Mọi người tránh ra để cho tôi thể hiện nè. Cái iPhone 14 chỉ cách chúng ta một cái này nữa thôi. Ôm cuốn kỹ thuật drip đó, drip luôn đó, đánh lạc hướng cảnh sát. Ôi, ôi xíu nữa à. Ê, đuổi heo. Ôi, trời ơi, ao trình người thầy ơi, cảnh sát ngừng lại rồi. Ê, ao trình. Ê, em không bị gì luôn nè thầy ơi. Áo trình rồi. Xin chúc mừng Mai Sương Trắng đã xuất sắc vượt qua 7 thí sinh với sự tài năng và may mắn của mình, đã giành chiến thắng trong cuộc thi ngày hôm nay. Giải thưởng cho Mai Sương Trắng hôm nay chính là một cái iPhone 14.